là số 1. Em nghĩ có thể cặp số 3 là chị đó lớn hơn anh này 1-2 tuổi gì á. Are you okay, clip? Very good. Yes. Đừng để đôi mắt đánh lừa bạn. Hãy tin vào trực giác của mình. Chúng ta sẽ tìm thấy sự thật. Và sự thật ngày hôm nay là... các bạn chính xác hay không chính xác? 3, 2, 1. Không chính xác. Số 3 có thể lên đó. Chưa. Không chính xác. Chữ wow. Âm thanh e liên tục có nghĩa là không chính xác. Hoàn toàn sai. Ủa, nếu mà có đúng chút xíu thì nó sẽ đỡ ẹt hơn hả? Không phải. Có thể là trong đây sai một vị trí hoặc hai vị trí. Đúng rồi. Chứ không phải là hoàn toàn sai hết. Đúng rồi. Vì vậy cho nên bây giờ mình sẽ có một cái cuộc thử thách nào đó của chương trình đưa ra để mình tìm ra cái anh lại xin thử thách. Thử thách đi. Anh tại vì có thử thách thì mới được gọi là cái bật mí nhỏ. Đúng. Dạ. Đúng. Chấp rồi. Nhận. Chấp nhận hy sinh. Mời thử thách. Chúng tôi xin mời đại diện của một đội gồm có hai người, Trần Thanh Bình và Nam Thư. Mời Trần Thanh Bình. Ai chọn vị trí diễn tả, ai chọn vị trí đoán? Đoạn, Bình nghĩ là Bình diễn tả tốt hay đoán tốt? Cái nào cũng tốt. Đoán đi, tôi diễn tả cho. Khi đeo cái nón này vào, Thư không còn là Thư nữa, mà Thư là mèo. Mèo. Và Thư chỉ có hành động hoặc diễn xuất hoặc âm thanh của con mèo, không được ra khẩu hình. Dạ. Các kiểu. Dạ dạ. Nếu vượt qua hết được những thông tin này thì chúng ta mới có cơ hội để đến với cái bật bí của chương trình. Rồi, bắt đầu. Ba từ. Mèo. Mèo. Cái đầu. Mèo. Cái con mèo. Mèo. Nũng niệu. Yes. Chính xác. Wow. Hay vậy. Nũng niệu. Yes. Chính xác. Wow. Hay vậy. Sao hay vậy ta? Ôi trời trời. Biết sao không anh? Ôi, tiếp tục chương trình, tiếp. Mèo. Mèo. Mèo, ba từ. Mèo liếm láp. Mèo liếm mép. Trời. Có ba từ, mèo. Mèo. Mèo cào cấu. Yes. Trời. Ba từ. Có ba từ. Mèo. Mèo liếm láp. Mèo rửa mặt. Ừ. Yes. À, đội mình ai chơi? Ba từ. Có ba từ. Mèo. Mèo liếm láp. Mèo rửa mặt. Ừ. Yes. À, đội mình ai chơi? Chạy mồ hôi thôi. Chạy mồ hôi thôi. Dạ, đội mình có một mình anh Thư chơi bên đây thôi nha mọi người. Thưa quý vị, nghệ sĩ là vậy đó. Mèo. Mèo. Mèo ăn. Mèo ăn vụng. Yes. Hay quá. Mèo. Mèo. Mèo tắm nắng. Mèo sưởi nắng. Yes. Hay quá vậy. Wow. Ba từ. Mèo. Chúng tôi nghi ngờ là Trần Thanh Bình có liên hệ với ban tổ chức trước. Mèo lăn lộn. Thư làm sai rồi. Mèo. Mèo cuộn tròn. Yes. Không tin luôn á. Em không tin. Yeah. Để em làm. Ba từ. Mèo. Mèo bắt chuột. Hả? Mèo bắt chuột. No. Mèo cào chuột. Mèo cái từ vờn chuột. Ủa tự nhiên mèo vờn chuột đâu có mèo đâu ra nữa vậy? Mèo hoang đó anh. Mèo hoang. Mèo hoang hết rồi. Quá giỏi. Wow. Vỗ tay cho sự thông minh của Trần Thanh Bình và sự biểu diễn quá đỉnh cao của Nam Thư. Mà chúng tôi đầu tiên chúng tôi có phân tích, chúng tôi có nêu ra cái gọi là cái nội quy là đây thôi. Mà dưới kia quá trời con mèo luôn. Hay ha anh.
mèo Hàn Quốc, rồi mèo cay lậy, mèo 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 heo, rồi mèo hoang. Mèo hoang ở đâu tự nhiên chạy lên làm chuột làm mèo tùm lum hết trơn. Nhưng mà hay quá, xuất sắc. Rồi mời về vị trí đi. À, mình sắp có gợi ý rồi. Sau đây chương trình sẽ cho một gợi ý. Trong năm cặp này có một cặp đôi chênh lệch nhiều tuổi nhất và số chênh lệch là 14. Tập cuối cùng rồi, cặp cuối cùng, đúng rồi. Nói thật nha, mình nghĩ là cặp số 4 á. Tôi cũng nghĩ vậy, giống không. Như mình. Cái cặp số 5 này đó, như hồi nãy đã nói, nếu như bạn này làm một doanh nhân, giám đốc doanh nhân thì không bao giờ dưới 35 tuổi. Đồng ý. Anh này phải từ 39 trở lên. Không bàn cãi nữa, đến lúc phải xếp hàng, xin mời. Cuối cùng chúng tôi vẫn cặp số 5. Cặp số 5 không thay đổi. Thay đổi cặp số 3. Cặp số 3 về vị trí số 4. Bây giờ có hai cặp này tôi cần phải suy nghĩ lại. Cặp này nếu quả thật là cái cặp lớn tôi bắt trai bắt gái nè, nếu mà chênh lịch á, tôi nghĩ phải từ 5 tới 6 tuổi. Còn cặp bên hai bạn còn nữa. Hai bên này khoảng chừng 3-4 tuổi thôi. 1-2 tuổi thôi, em không nghĩ nhiều đâu. 2-3 tuổi. Em nghĩ 2 tuổi. Nếu vẫn giữ vị trí nhất hả? Dạ vẫn nhất. Dạ em vẫn nghĩ là nhất là cô chú. Rồi. Anh Giang. Rồi. Xong. Bình thấy sao? Em thấy ý kiến của em mọi người không tôn trọng nên em thôi. Anh nói đi, đâu có ý kiến gì đâu mà tôn trọng. Đó, nãy nói rồi đó mà mọi người. Bây giờ là em muốn là cặp này là cặp số 5 đúng không? Em nghĩ cặp đó là cặp khoảng cách nhất luôn á. Dạ em không đồng ý nha. Cái đó không đồng ý. Thì thôi. Em có đồng ý không? Rồi, tập thể là quyết định như vậy. Vị trí số 1 này hả? Vị trí số 1 đó, Bình đồng ý không? Không luôn. Chỉ cần cái vị trí số 1 đúng là được 10 triệu. Số 1. Bình muốn số 1 luôn. Trời ơi, số 1 là đa quốc gia. Không, không bao giờ. Không. Cặp đa quốc gia này á, tôi nói từ số 3 tới số 4. Vậy rồi. Thôi, vậy thôi mọi người đừng lãng phí thời gian của chương trình nữa. Đúng. Bây giờ chỉ có cặp này thôi. Thôi được rồi. Em cho anh biết cặp này. Em cô chú. Dạ để vậy luôn. Hay là cặp số 4. Vậy em cá thêm một lần nữa đi. Một chầu gì nữa đi. Chúng tôi đề nghị sĩ bớt máu me lại. Đây không phải là chương trình kiếp đỏ đen của anh Duy Mạnh. Cá gì? Ồ anh cá rồi mà đúng không? Anh cá với anh Long. Cá nữa không sao chứ. Anh cho em quyết định. Anh Long. Ủa hồi nãy anh Long cá cặp nào quên rồi? Cặp số 4. Rồi. Nếu anh là cặp là trên là 8 tuổi. Anh là 8, Bình là 5. Bình là 5. Rồi anh Giang, chốt đi. Thưa quý vị, ngay sau đây là đáp án của chương trình. Họ đã lựa chọn ở lần thứ 2. Chúng ta chờ xem ai là số 1. Nếu chính xác mang về 20 triệu. Nếu không chính xác chỉ cần chính xác vị trí số 1 mang về 10 triệu đồng. Và đáp án của chương trình là chính xác. Chính xác. Triệu đồng thuộc về biệt đội các bạn, xin chúc mừng. 20 triệu. Giỏi quá, giỏi quá. Bình ơi, sao Bình tâm phục khẩu phục chứ Bình? Như vậy là Trịnh Thân Bình cãi và hoàn toàn sai. Anh Long nhận định là cặp đôi này chênh lệch là con số 8. Trịnh Thân Bình nhận định chênh lệch là con số 5. Ai gần con số chênh lệch thật của họ thì người đó chiến thắng. Kêu bánh bông lên đi. Và con số chênh lệch của họ là 5 hay là 8. Anh Giang này. Và con số chính lệnh là 8 hay là 5. Hay 5 là 8 con số chính xác. Mời nói đôi điều với anh clip. Nói về cảm ơn các bạn đến đây và tôi đã thắng rồi nên tôi tặng bánh bông lan. Hy vọng bạn ăn ngon miệng. Thank you very much. Today I call Rồi, chương trình sẽ có người phiên dịch sau. Cảm ơn anh. Xin hỏi cô chú là mình năm nay được bao nhiêu? Dạ 72. Dạ, năm nay cô 72 ạ. Và xin hỏi chú là năm nay nhiêu ạ? 72 luôn. 72 luôn ạ? Bằng tuổi. Cô chú bằng tuổi 72. Hai bé ơi, Như năm nay nhiêu? Em 23 ạ. Như 23. Duy nhiêu? Em 19. 19, nay 23 là chênh lệch 4.
Vợ chồng này năm nay nhiêu, cách nhau nhiêu? Em năm nay 26 ạ. Chồng nhiêu? Chồng 31. 31 à? Là mới 5 tuổi hả? Có 5 tuổi à? Năm nay nhiêu? Dạ em 35, ảnh là 43. Nãy em nói chuyện 35, 36 đúng không? 35 với 43 là chênh lệch nhiêu? 8 tuổi. Đây, doanh nhân với hot girl online 14 tuổi cách nhau, chúng tôi đã nói từ trước. Là bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? 35. 35 hả? Trừ ra tự biết bao nhiêu. 21 tuổi. 21 tuổi. Đó, thấy chưa? Rồi, mời mọi người xuống đây ạ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thật là vui vẻ, thật ngon miệng và có những màn đấu khẩu với nhau dễ thương. 20 triệu đồng thuộc về các anh chị và các bạn. Cảm ơn các cô chú và các anh chị và các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Xin chào và hẹn gặp lại.